Thưa quý vị, những năm qua, mô hình ngõ hoa đã được các chị em chi hội phụ nữ 8 Tân Hòa, phường An Khê, quận Thanh Khê chung tay xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả. Từ việc ra đời các mô hình đoạn đường hoa phụ nữ của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã giúp người dân dần thay đổi được nhận thức về vấn đề vệ sinh môi trường, qua đó tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng và triển khai có hiệu quả mô hình tuyến kiệt an toàn văn minh. Với tinh thần mỗi đoạn đường là một con đường hoa, thực hiện chỉ tiêu thi đua mỗi cơ sở hội, thực hiện một công trình từ năm 2022. Chi hội phụ nữ 8 Tân Hòa và toàn bộ khu dân cư đã cùng nhau thực hiện mô hình ngõ hoa tại kiệt K01B Lê Trọng Tấn, tuyến kiệt dài 400m với hơn 156 hộ dân. Ban cán sự chi hội đã vận động hội viên đóng góp công sức, trồng hoa và cây xanh. Mỗi nhà ít nhất hai chậu hoa cây cảnh trang trí trước nhà, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Từ những chậu hoa nhỏ xinh được treo trước cổng nhà, thấy việc trồng hoa tương đối dễ dàng lại làm đẹp đường làng ngõ xóm nên các chị em tích cực nhân rộng tự giác tham gia cán bộ toàn bộ là các đoàn hội nhân viên rất là tham gia đầy đủ khi mà có cái thông báo trên loa cái là mọi người đều có tham gia một cái là rất tích cực bên cạnh việc tự tay làm để mọi người hiểu và thực hiện theo không chỉ riêng chị em trong chi hội phụ nữ tám tân hòa mà tất cả các cánh mày râu trong khu dân cư mặt trận, đoàn thể, tổ dân phố cũng trực tiếp tham gia các buổi sinh hoạt, vận động hội viên thực hiện mô hình điểm trồng hoa. Về sau khi thấy những con đường hoa sắc màu rực rỡ thay thế cho các con đường trước đây trống trải khô khang, thì tất cả người dân, không kể nam nữ đều sáng tay vào để tham gia trồng, chăm sóc đường hoa và dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Đối với các chi hội thì có vừa có phụ nữ vừa có nam giới tham gia thì đây là một cái động lực tinh thần là hỗ trợ rất nhiều trong các hoạt động phong trào làm cho các chị cũng có tinh thần hứng khởi và tham gia tích cực. Đường làng ngõ xóm rực rỡ xanh mát nên các điểm tập kết rác thải cũng dần biến mất. Thói quen vứt rác bừa bãi của một số người dân không còn khiến mọi người vô cùng phấn khởi, tự hào. Trong hành trình ấy, những việc làm tượng trưng như nhỏ bé của chị em hội viên phụ nữ Tân Hòa nói riêng và phụ nữ đà nẵng nói chung đã mang lại hiệu quả và ý nghĩa lớn trở thành phong trào có sức lan tỏa sâu rộng góp phần không nhỏ vào quá trình xây dựng đô thị văn minh